Chào mọi người, chào các anh chị em vật sĩ nha. Hôm nay mình nghiên cứu chế cái cây cạo để mà cạo lấy cái motor, lấy cái cục ấy ra ha, cái cục rotor ra ha. Thì đây là cái motor của một cái loại xe điện ha, xe điện đứng lên bấm nút rồi chạy. Thì có một cái video đợt trước mình có nói rồi đó, mình có hỏi các anh chị em góp ý cho cái cách để mà mình tháo ra đó. Thì như thế nào, tại vì ở trong này nó dùng cái 500 kêu là từ neo á ha, rất là mạnh. Nó mình đoán khoảng là 50 kg, tại vì mình so với mình bưng bao xi măng từ dưới đất á, mình khơm xuống mình bưng lên thì rất là dễ dàng ha. Nhưng mà mình nắm cái trục này nè, mình kẹp vô mình giật lên, nó giật nó hết cỡ luôn, nó không lên ha, muốn gãy luôn cái xương sống không lên. Thì mình đoán nó cũng khoảng 50 60 kg ha, nó hít á, nó hít nặng cũng khoảng cỡ đó. Thì hồi đó mình có cái cách để mà bỏ vô, thì bỏ tháo ra đã khó rồi, bỏ vô cũng khó ha. Bỏ vô thì không ấy, là nó hít qua hít lại đó, là nó sẽ dập cái cuộn dây đồng ở bên trong đó. Cho nên là hoặc là nếu mà mình để cái tay vô gì là nó dập xuống là bứt mấy ngón tay ha, tại nó rất là mạnh, nó hít rất là mạnh. Cho nên là mình sẵn bữa nay rảnh rỗi một chút mình chế cái cạo để cạo nó ra luôn ha. Thì cái hình thức á, thì giống như đây thì nó chỉ có mấy con ốc nữa ha, mấy con ốc nó bắt xung quanh cái nắp chụp này. Chụp thì ở đây, giữa đây thì nó có bực đạn ở trong, và ở bên dưới này nó cũng cũng là một cái chụp ha. Đó, cái nắp chụp này thì ở giữa đây nó cũng tiện một cái lỗ tròn để nó giữ cái bực đạn lại ha. Đó, nó làm có một bên thôi, tại cái loại xe này nó gắn vào hai cái sườn hai bên đó, chứ nó không phải là từ bên kia xuyên qua bên này giống như mấy cái xe gắn máy hoặc là xe đạp ha. Thì cái nắp này đó, mở mấy con ốc này ra, chỉ đưa cái nắp này lên thôi, này 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 đưa ra thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà cái phần bên này á, thì cái cốt bên này chính á, thì nó nằm ở trong cái ấy luôn ha, cái rotor luôn. Cái rotor thì nó gắn nó hít với 500 ha, cho nên cậy lên nó thì nó không có được, cậy lên thì nó cũng ra thôi, nhưng mà nó dập mấy cái này nó không có đúng. Thì bây giờ mình chế cái đồ làm sao mà mình vặn con ốc ha, vặn mình càng vặn ngược ra đó thì ở dưới này nó kéo lên ha. Đó, nó kéo nó đẩy cái cục cái ấy này nè, nó đẩy lên, nó dở lên. Thì cái 500 của nó dở lên chừng khoảng một nửa của cái ấy này thôi ha. Đó, nó dở khoảng một nửa đây thì nó mất cái lực hút từ trường rồi, cho nên là mình đưa ra rất là dễ ha. Chỉ cần mình từ cái đây mình dời nó lên khoảng cỡ này thôi ha. Nửa này thôi là đủ. Cho nên là mình sẽ hàn cái khung, mình chế cái cách để mình tháo ra. Tháo ra một cách êm đẹp ha, không có bị hư hao. Mình vẽ sơ đồ hơi hơi sơ sơ để mình dễ hình dung ha. Thì ở đây là cái vòng bánh xe đi. Cái vòng tròn của bánh xe. Ok. Thì ở đây mình sẽ làm một cái thanh ngang qua. Thanh ngang qua ha, rồi mình hàn một cái thanh đứng xuống xuống ở đây. Thì ở ngay cái chỗ này đó mình có thể là mình hàn một cái chân, mình làm giống một cái chân như này ha, cái chân nó ôm cong với cái này, hàn cũng được, mình làm cũng được, hoặc là như thế nào đó từ từ tính sau ha. Đó, để cho nó giữ ôm lại cái chân ngay chỗ này hai bên thôi. Còn mình nếu muốn làm chuyên nghiệp thì muốn làm sao làm ha, nó nhiều kiểu lắm. Đại khái mình có bao nhiêu sắt vụn ở trong nhà thì mình lấy ra mình chơi thôi, miễn là tháo cái này lên một cách dễ dàng, chỉ cần lấy tay quay ha, vặn ra giống như vặn con ốc thôi chứ không có gì hết. Rồi thì ở giữa đó mình kẹp ở đây, và ở đây thì mình có một cái cây ha, cái cây đi thẳng lên đây, cây này cây bù long có răng. Ngay cái chỗ này mình sẽ hàn một con ốc ha, con ốc vô đây, và mình khoan cái lỗ của cây ngang này, mình khoan cái lỗ ha, cái lỗ lớn hơn cái lỗ của con ốc, rồi mình hàn con ốc vô ngay cái thanh này. Thì ở trên này nó ló cái đầu lên nè ha, ló cái đầu ốc lên nè. Thì ở trong cái quá trình này đó mình sẽ lấy cái khóa mình vặn ha, hoặc là mình làm cái gì ngang đây mình như chữ T đó, mình vặn lên đó, mình xoay thì nó sẽ kéo cái này lên ha. Đó, nó sẽ kéo cái đây nó có ấy ngay đây ha, nó kéo lên. Ok, đó để khá hai chân giữ hai bên nè, mình lợi dụng con ốc này lại luôn, mình đút vô ha, đút vô giống như cái hình chữ U á, xuống đây ha, khoan cái lỗ bằng cái này bỏ xuống, vặn ốc lại, con ốc này lại, và mình ở trên thì mình xoay con ốc ở trên, thì con bù lông ở trên đó thì cái này nó hở lên, rút lên ha. Ok, thì mình vẽ sơ sơ như vậy cho anh chị em dễ hình dung. Đó là cách mình sẽ chế như vậy thôi ha.
Bây giờ đi tìm sắt vụn mình làm nha. Đây nhiều ở đây mấy cái sắt vụn thì mình thấy rồi, mình đúng ra mà có được cái sắt vuông khoảng chừng 2 phân 7, 2 phân rưỡi ha, khoảng 2 phân rưỡi sắt vuông á, sắt hợp vuông á thì làm hết sảy rồi, nhưng mà mình không có thì mình chơi mấy cái này cũng được ha. Cái thanh này thanh ngang nè, mình khoan lỗ xuống thôi. Cái này thì mình coi nó dày khoảng chừng 2 ly rưỡi ha. Để thử coi, tại vì mình không biết là cái lực nó khi mà mình bưng thì mình đoán cái lực hít 500 nó mạnh thôi, nó khoảng 5 60 kg thôi, nhưng mà mình vặn từ 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 từng cái răng con ốc nó lên đó, thì mình nghĩ nó phải dư sức ha. Dư sức thì có thể là mình lấy là hai cái chân này hồi cái chân của microphone, để microphone hát á, mình không xài nhiều mình cắt bỏ, thì mình có thể mình lấy hai cái chân tròn này, tại vì không có sắt vuông nha, mà đi mua thì tốn tiền, nên là có sẵn ở nhà là mình lấy ra mình chơi luôn, thì có thể là mình xài cái hai cái này ha. Hai cái chân trống xuống nè ha, rồi ở dưới đây mình có thể hàn thêm cái miếng bệ, cái đế chân á, để mình đặt lên trên cái vành của cái niên xe ha. Này thì có một miếng à. Đây đây là con bù long mình để chơi. Hồi nãy thì mình tính chơi con này, cái này thì quá lớn ha. Cái này tính là tới hàng vài trăm ký cơ, bự quá ha, không cần thiết. Mình chỉ cần dỡ cái 500 nó lên khoảng chừng lên cao khoảng chừng 5 7 phân thôi là lấy ra rồi. Nên là mình quyết định là chơi con bù long này. Okay. Tí nữa sẽ cắt cái này ra, cái đầu này nè. Cắt ra nó vuông giống như vậy luôn ha. Đó, vuông xong rồi mài cho nó đẹp trai, xong rồi bắt đầu mình đút vô cái đồ con ốc vặn á. Mình vặn thôi. Rồi đây là cái mình sẽ làm hàng hai này vô. Ok, đơn giản thì chỉ có mấy đó thôi ha. Mình nhắm nhắm rồi thấy cái này cũng đã nè. Cái này nó cũng có một cái khung sẵn của cái máy ủi tiết nè. Ủi tiết hồi đó cũng tháo ra để dành chơi á, mình bỏ cái máy quăng hết tất cả. Chỉ có lấy cái sườn để lại mấy cái sắt này thôi. Ha, mình ướm ướm vô là mình thấy nó đã rồi nè ha. Đó, hai cái chân nó sẵn vừa luôn rồi nè. Nhưng mà mình sợ là khi vặn ốc á, không biết là nó có chịu nổi hay không. Ngang này không biết chịu nổi hay không thì từ từ mình tính ha, coi như thế nào. Có cái này thì xài cái này luôn cũng gọn ha. Thì nếu mà cái này yếu thì mình sẽ kẹp thêm hàng hai cái góc. Mình tính thôi ha, tại vì nó nhiều cái ID quá. Rồi mình chưa quyết định được, tại mình chơi sắt đồ bỏ mà cũng nhức đầu ha. Chứ mà nếu mà có sắt ngon, sắt mới cái nào cũng mới hết thì mình cắt ào ào ra mình làm, mình lựa cái loại ngon nhất rồi. Rồi, ok, bây giờ mình bắt tay vô làm nha. Cắt nó mau hơn là mài ha. Đó, mình cắt 4 cái chân xuống rồi mình mài, chứ mài vô gì cho nó ăn mòn xuống lâu lắm. Rồi, đồ chơi đã làm xong rồi ha. Đây. Tính ra cũng đơn giản ha.
Đây con ốc lớn ha, con ốc nhỏ, bẻ cái thanh sắt cho nó cong như gì. Để khi mình bỏ vô trong đút vô trong cái cốt đó mình vặn con ốc lại ha. Ốc của cái cốt đó lại, còn đây thì mình hàn một con ốc như này. Cố định với lại cái sườn này. Ở đây là hai cái chân hàn chết luôn ha. Đó. Này là mình kê lên trên cái mâm đó thôi ha. Ok, hai bên hai cái chân nè. Rồi vậy thôi. Gắn lên trên xong rồi mình bỏ cái khóa kia vô mình vặn để mình lấy cho anh em chị em coi nha. Đây, đút sợi dây vô trước. Dây vô cái ống này ha. Vô con ốc này. Này là con ốc dạng của cái cốt dưới của nó nè, đút vô luôn. Đó, ở dưới này là vô tư ha. Rồi đút xuống đây luôn. Hai cái càng này là hai bên nó giữ ha, để cho nó khỏi lắc qua lắc lại ha, nó kẹp cho chắc. Rồi giờ mình dặn cái này vô. Cho nó tới cứng ở dưới luôn. Rồi. Đây. Này cái khóa dặn ha, dặn theo chiều nào cũng được ha. Dặn vô, vô dặn ra thì lật ngược lại. Ok. Vừa khít với này luôn. Rồi thì giờ mình tháo ra ha, tháo ra thì dặn lên, thì mình tháo ra thôi. Ok. Tay vịn đây, tay xoay. Cái này á là thì anh chị em coi ha. Nè. Khít như đây ha, thì 500 nó sẽ đẩy từ 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 nó dở lên. Cái này nó có một cái là trong quá trình mình vặn thì mình thấy cái sợi dây á nó bung lên đây ha. Bung lên đây cái nó chéo vô trong này, mất công mình phải sẽ phải ấy qua ấy lại. Cái dây này nè. Từ từ mình sẽ có cái gì đó mình hàn ở trên này, giống như là cái vòng tròn của cái ấy đó, cái vòng tròn cái lồng đèn đó đây, để cho nó khỏi dính lên trên này. Nó dính trên này cái là nó xe cái dây lại ha. Đó kêu bóc 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 rồi đó, cứ từ 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 đưa lên thôi ha. Đây không ở như đây rồi ha. Đó thì cứ xoay, tắt camera mình xoay cho nó lên hết luôn ha. Rồi quay lên cũng khoảng cỡ này là nó hở lên như đây là được rồi ha, mình chỉ dở rút lên thôi. Rồi lấy cái chân đạp. Cái này là chưa được, có một cái là mình phải lấy cái chân mình dặm ha, chứ đúng ra mình nếu mà mình làm cho bài bản đó mình để nó trên một cái bàn, nếu mà mình làm chuyên á ha, đó để lên một cái bàn có cái đồ kẹp để mình giữ cái bánh xe này lại nè, giữ đàng hoàng. Còn này là mình chỉ chế đi tháo ra thôi, chế chơi cái lần đầu tiên thôi đó, xong rồi bây giờ mình dỡ lên ha. Đó dỡ lên thì nó ra thôi. Đây thì cái 500 nó ghê gớm không, nó hít dã man lắm. Nó hôm qua nó lấy một miếng da của mình nè, mình mặc dù là cũng kỹ lắm nhưng mà mình không biết sao mình để cái tay ngay đây nè, để ngay cái tay ngay đây, mình cầm nó bật một phát là lấy một miếng da liền. Thì tính ra mà làm cái này đó thì mình thấy nó bị có một cái này, nếu mà muốn ra cho ngon lành á thì tìm cái khắc phục cái vấn đề này thôi ha. Khi quá trình mình xoay lên thì cái sợi dây điện này nó bị xoắn lại ha, đó nó bị xoắn lại. Thì bây giờ chỉ có còn một cái cách thứ hai nữa. Mình làm xong cái này rồi mình mới nghĩ ra cái cách thứ hai. Đó, tức là cũng làm cái cảo y chang như vậy ha, nhưng mà không có vặn ốc. Không có vặn cái con bu lông này xoay vòng vòng nữa ha. Dặn vô như vậy nhưng mà dùng cái hơi, dùng cái cảo mà cái giống như cái video trước mà mình có chế mà để mà vặn để mà nâng cái bánh xe, nâng cái gầm xe hơi lên hoặc là
cái mấy cái cọ lớn để mình tháo cái bánh xe ra đó. Đó, một là mình chơi cái đội đó, hai là mình chế cái đội bằng thủy lực ha. Thủy lực giống như là mình chỉ ngồi mình bấm nút ha, bấm nút hoặc là mình bấm cho nó dở lên, cái mình gắn cái này nè là nó kéo, hơi lên tới đây ha, dở lên hỏng cái này luôn tới đây ngưng đó, hơi thủy lực đó. Thì mình xài như vậy là ngon nhất, là nó khỏi bị xoắn cái dây này ha. Đó, mình thấy nó hơi xoắn xoắn ở đây nè. Thì nếu mà mình làm cho khách thì làm bị xoắn dây gì cũng không có tốt ha. Ok. Rồi khi bỏ xuống cũng vậy thôi. Khi mình bỏ xuống thì mình cũng để cho nó vô ngay ngắn. Ngay ngắn giống như lúc ban đầu vậy nè ha. Đó, canh cho nó đều, đều hai bên hết. Đều xong mình đưa nó đều vô trong, bắt đầu mình xả từ từ xuống, tại 500 nó hút xuống mà. Nó hút xuống cho nên là dễ rồi ha, nó hút xuống. Nên là mình thả từ từ xuống và mình vặn này vô. Đó, vặn con ốc ngược vô lại để cho nó đi xuống, đi xuống từ từ, thì nó bằng cái mép này là mình đẩy bằng tay xuống là nó ăn vô cái khớp ở dưới luôn. Ok. Đó. Đây thì ngoài sau của nó có cái nắp. Rồi cho coi này luôn. Ha, ngoài sau của nó nè. Đồng quá trời đồng ha. Đó, ngoài sau thì nó mình tháo nắp ra trước. Muốn bỏ vô thì bỏ vô, xong rồi mình canh ngoài sau nó có hai cái hai cái lỗ ở đây nè để mình chỉnh cái thang á ha, hai cái chỗ thang á. Một lỗ ở đây, lỗ ở đây thì mình chỉnh sao cho nó bằng cái đó xuống để mình khều khều cái chỗ thang bằng bên cho nó lọt vô. Chứ không là mình thả mạnh xuống là nó bể ha, nó bể cái chỗ thang. Rồi coi như là mình cũng có cách để chơi nó rồi ha, tháo ra và gắn lên lại. Thì gắn vô lại đã có cái cách rồi, đơn giản rồi, mình không cần phải dùng lực đồ này kia nhiều ha. Khơm xuống bưng chết cha luôn ha, bưng cụp xương sống luôn. Ok, rồi video tới đây là hết nha, hẹn gặp anh chị em những video sau nha, bye bye.